Chào bạn, hôm nay anh em đi làm một món rất là đặc biệt, là món trứng kiến. Tiếng Mường là gì nhờ? Ngại chưa? Kiến mà nó phải rất trơn thế này, nó mà xù xì dỗ này là hết rồi không? Món này thì trứng kiến này thì có thể chế thành những món gì nhỉ? Ui. Ui á? Ui, có nghĩa là cái gạo á, người ta xay ra. Xay ra xong người ta nấu kiểu như cháo á, rồi bỏ những thứ vào canh. Nhưng mà thực tế ra nó là cháo. Tô này to thế nhỉ? Ở người Kinh thì thường hay đổ xôi. Cái gì vậy? Người ta đi chui vào. Bắt đầu cái thời vụ mà đi lấy trứng kiến ấy thì là từ đầu mùa hoa xoan đúng không? Khi hoa xoan nở, mà khi hoa xoan mà hết mùa đấy thì cả lúc là kiến nó nở hết rồi, không còn trứng nữa đúng không? Vẻ chuyên nghiệp phết nhỉ? Mới đi 2 lần thôi, bé lớn. À, mẹ bé thì bị suốt. Rất nhiều này để đi. Ôi, chẳng còn trứng nữa, toàn con rồi. Cuối mùa rồi. Chẳng còn trứng nó ra cánh hết rồi, mọc ra con hết rồi đâu. Quá nhiều này, cái nào còn ít trứng. Nhưng mà cho cái lá vào cho nó bám vào chứ. Ôi giời, cắn ghê quá. Ui. Ui. Công việc vất vả. Bây giờ là nó bám vào những cái cành lá này, lát nữa là lấy đi thì ở dưới là chỉ còn mình trứng kiến thôi. Không còn nhiều lắm, nhiều kiến lắm. Một số cái trứng vàng này chắc là sắp nở ấy. Tức là cho vào cái ống tre đấy à? Mải nhỉ.
Hãy Liêm lên tham gia luôn anh em, thì có bận gì không? Chơi đi. Chơi. Tối gì? Mới là giai đoạn khởi động thôi anh em, hôm nay là trải nghiệm mà. Khó lắm chứ. Ba thổ như là mình nó không cắn mấy vì mình không hay ăn trứng của nó. Đây một số người hay ăn nhiều nó cắn. Qua kia nó là bỏ. Đứng ra đi, không ăn đi. Nó làm sao sạch được. Đơn giản nhất là bỏ vào nước. Trứng nó không ăn sống được. Mà là không ăn sống. Để ăn sống đi, để tí nữa ăn quấn là sùng ăn đi. Dạng với đi. Ôi, công nghệ này không biết có được nằm bao nhiêu. Nghe nhà các bạn có cái nón. À, tẩy á. Quạt. To như cái mũ kìa, nhưng mà sao mà nó không. Cho vào đây cho khỏi nát rồi đúng không? Nát cái gì? Nó là một cái phát minh rất là. Nó bị ấy bị già mà thôi. Đoàn lấy tổ kiến trên cây luồng. Đầu tiên là chặt cây luồng. Được tương đối nhờ. Cái tổ kia to thế mà nếu mà đốt sớm khoảng tầm lấy khoảng tầm chục ngày nữa chắc là nhiều. À có vẻ sạch hơn đấy. Chẳng bao giờ hết được đúng không? Cái tủ to lắm nhưng mà bây giờ nó muộn rồi, nó già hết rồi. Tháng sau lại có. Tháng sau á? Sao anh bảo là hết, anh nghe nói là hết mùa hoa xoan này là hết rồi. Hết.
Nhưng mà còn cái lứa nào nữa, người ta chặt hết rồi, bây giờ đi mấy anh em đi cả buổi rồi có 2-3 tổ. Nghe bảo là người ta lấy người ta bán mà. Bán bảo 150.000 một cân mà anh bảo là 100 một cân thì chắc là nhiều lắm cả, chắc phải cả giá.